xin giới thiệu một cái dòng loa súp điện có thương hiệu là Post Audio, có model là BSPK10. Đây là hàng Mỹ về, cái thương hiệu cũng từ Mỹ, có điện áp là 100V đến 120V AC, 50Hz cho tới 60Hz, với cấu tạo một cái bass, bass 25cm, và bên ngoài bằng vân gỗ thì rất là đẹp. Hình thức cái loa súp điện này thì rất là mới, thì các bác sẽ thấy xem là góc cạnh, tất cả các góc cạnh còn rất là đẹp và mới. Hình thức tất cả các góc cạnh đều đẹp và mới. Màu vân gỗ thì rất là đẹp ha, rất hiếm khi về được cái màu này. Thì với cái dòng này thì ta có thể dùng nghe nhạc, xem phim và karaoke đều rất là tốt ha. Thì với thiết kế là một cái lỗ thông hơi phía trước thì đánh rất là khỏe, rất là lực, với một cái bass khá là to, viền xốp nguyên zin nha bác, chưa hề đụng một gì hết. Thì tất cả các thông số đều nằm phía sau. Model là BSPK10 Post Audio 110-120V, công suất là 100W nha. Đời của cái con này khá là mới nha các bác, năm 2016 ha. Và cái tần số của nó là có thể điều chỉnh là từ cho 80Hz cho tới 160Hz nha bác. Thì đây là cái nút volume, đây là nút cắt tần số, cái bên là low pass, là nút cắt tần số. Thì đây là cái nút để mà tắt mở nguồn, có thể là off hoặc là chuyển lên là auto. Thì khi mà ở chế độ auto thì khi mà có tín hiệu đưa vào thì tự động nó sẽ bật, hoặc là nếu không có tín hiệu đưa vào thì nó sẽ tắt ha. Thì ta có thể là để gạt lên ở chế độ auto. Tiếp theo là cái chế độ pha. Thì với cái chế độ này ta có thể chỉnh là 0 độ hoặc là 180 độ. Thì khi mà kết nối shop vào cái hệ thống âm thanh, ta lắng nghe, nếu mà cái tần số bass nó đi ngược pha hoặc nó trễ hơn cái tiếng bass của ở cái lo nghe nhạc chính của chúng ta, thì người ta có thể điều chỉnh lại cái này thì nó sẽ hay hơn. Khi các bác bật cái chức năng này thì âm thanh nó nghe rất là rõ rệt. Một là nó sẽ hay hơn, hai là nó hơi lệch chút xíu ha. Còn cái tín hiệu đưa vào thì các bác có thể là lấy tín hiệu line in đưa vào, tín hiệu từ cái âm thanh đưa vào cũng được, hoặc là có thể đi âm thanh từ cái phía cái line phía dưới. Thì với cái ngõ này thì cái cách kết nối như sau, tức là âm đi của chúng ta xuất hai đường ra lo thì hai đường đó nó sẽ đi trực tiếp vào đây, nó không đi vào lo các bác nha, tức là từ âm đi đi vào lo súp điện này với hai lo trái phải đỏ đen đây. Và sau đó thì là cái ngõ speaker level output này, tức là hai cái ngõ này sẽ đi ra cái lo chính của chúng ta, và hai cái lo này sẽ đi vào ra một cái lo chính ha, lo left và right ha. Thì đó, thì lúc này là cái lo súp của chúng ta sẽ được xem như là một cái cầu để mà trung gian tín hiệu bắt nối tiếp, tức là giữa âm ly đi vào cái lo súp này, và từ cái lo súp này sẽ hai đường tín hiệu sẽ đi ra cái loa nghe nhạc của chúng ta. Thì rất là đơn giản, thì lúc đó chúng ta sẽ không cần cái ngõ tín hiệu này nữa. Vì sử dụng con này thì rất là đơn giản, rất là dễ ha. Hình thức rất là đẹp. Con này bài trí ở phòng khách thì rất là tuyệt vời. Thì tiếng rất là khỏe ha. Em sẽ tăng volume lên để các bác có thể thấy cái các bác sẽ thấy là độ rung của nó rồi.
tiếng rất là khỏe. Và em xin nhắc lại cái về cái chức năng chỉnh tần số ha. Khi mà tần số bass mềm á, thì nó sẽ phù hợp hơn so với những cái loại nhạc nhạc vàng để đánh bass mềm, hoặc là khi mà đánh ở những cái chế độ nhạc đen hoặc là nhạc karaoke có bass, tiếng bass nó hơi căng tròn, thì ta sẽ tăng cái tần số này lên để nghe làm sao cho nó vừa cái tai nghe của chúng ta ha. Thì tần số mềm và tăng lên cái tần số cao là 160Hz là tần số bass nó sẽ cứng hơn, phù hợp với những thể loại nhạc đen nhiều hơn. Đây là volume. Về sử dụng con này thì rất là đơn giản rồi. Về cái kích thước của cái lò sub điện này thì nó sẽ là chiều ngang là 35,56cm và chiều cao là 36,51cm và chiều sâu là 40,96cm. Trọng lượng của cái lò sub này là 11,79kg. Thì dòng này cũng khá là nổi tiếng trong cái giới sub sub điện ha. Rất là đa năng để mà sử dụng cái con này, vừa có thể xem phim nghe nhạc và dùng karaoke thì rất là tuyệt vời rồi. Lưới thì cũng khá là đẹp. Thì hàng nó về nó bị gãy mới một chân ha, thì cái này nó sẽ không ảnh hưởng gì tới loa, còn tất cả các hình thức khác thì đều đẹp hết ha. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin chào tạm biệt các bác ạ.